ABB007, chuyên gia xử lý nước ao nuôi, vì có chứa hàm lượng vi sinh vật dạng bào tử cục mạnh, hơn 20 tỷ các vi sinh vật bacillus trên 1 gram, giúp bà con xử lý cả tảo lợn cợn, tảo xanh và xử lý luôn cả đáy ao, hiệu quả đến 99,9%. Làm sạch đáy ao giúp tôm nhanh lớn, ngoài ra còn có công dụng cung cấp lợi khuẩn và các enzyme cho ao nuôi, làm giảm các khí độc trong ao nuôi, phân hủy các chất thải hữu cơ giúp làm sạch nước và đáy ao, đặc biệt giúp xử lý nhớt ao bạt rất hiệu quả, tránh tình trạng tôm bị đống nhớt và tôm kéo đàn. Nếu bà con muốn biết thêm thông tin gì về sản phẩm có thể truy cập vào trang web sinhhoctomvang.vn hoặc có thể gọi trực tiếp đến số điện thoại 0906 666 621 hoặc 0933 333 361. Công ty Sinh học Tôm Vàng xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý bà con. Chúc quý bà con nuôi tôm có vụ mùa bội thu.